Em xin kính chào tất cả các bác Hôm nay là phiên bán hàng ngày mùng 4 tháng 5 Hôm nay Vườn An Hà Nội có về rất là nhiều các mặt hàng đẹp các bác nhé Hôm nay nhà em có các loại trầm rừng này Các dòng tam bảo sắc Từ tam bảo sắc hoa trắng, hoa vàng cho đến tam bảo sắc hàng rừng điện biên Ngoài ra thì hôm nay nhà em có về rất là nhiều các dòng địa lan và đen dấu xuân các bác nhé Các bác theo dõi đặt hàng gọi điện cho em theo số điện thoại là 0988 55 3232 Hoặc số điện thoại là 0932 29 2299. Các bác có thể nhắn tin điện thoại hoặc Zalo theo hai số điện thoại trên các bác nhé. Thì đầu video em mời các bác ngắm một cái lô địa lan quân tử rất là đẹp luôn ạ. Lá xếp mít đẹp tuyệt vời các bác nhé. À, địa lan quân tử nó là những cái cây mang tượng trưng mang lại cái sự may mắn cho người chơi đấy nên là rất là nhiều khách thích trồng à, để chơi phong thủy có thể là để ở trong phòng khách hoặc là có thể là để ở bàn làm việc đều rất là đẹp các bác nhé cây thì rất là dễ trồng dễ ra hoa cho những cái chùm hoa màu cam lửa và màu đỏ rất là đẹp luôn ạ à. nó thành từng chùm lên rất là đẹp luôn thì hôm nay em cũng có không có nhiều thì em cũng chia sẻ giá rẻ để các bác sưu tầm các bác nhé đầu tiên là mã số B 12 hai B12 như thế này Đây các bác có thể nhìn thấy cây như thế này nhé Y hệt trên màn hình luôn à, B12 này em chia sẻ với giá là 100.000 các bác nhé 100.000 cây vừa mít vừa xếp vừa rụt luôn ạ à. Em lên một mã tiếp theo là mã số B11 B11 cũng tương tự như vậy với giá là 100.000 các bác nhé Mã số tiếp theo là mã số B13 B13 cũng có giá là 100k các bác nhé Cây rất là to và rất là đẹp Lá xếp mít rụt luôn Đấy, tiếp theo là mã số B14 B14 này em để cho các bác với giá là 80.000 các bác nhé B14 80k Đấy, Mã tiếp theo là mã B15 Cũng có giá là 80.000 các bác nhé Mã B15 này thì nó có một cái lá này Nó mọc kiểu dị dị Đấy, Nó mọc kiểu dị dị các bạn Còn đâu lá rất là ok Mít rụt đẹp các bác nhé Giá là 80.000 cho mã số B15 Đấy, Tiếp đến thì sẽ là những cái mã tam bảo sắc hoa trắng các bác nhé À, tam bảo sắc hoa trắng nhà em thì cây toàn bộ đều là hàng treo vườn rồi và đã có nụ hết rồi các bác nhé Em bảo hành hoa trắng cho các bác 100% Thì à, mời các bác ngắm cái mặt hoa của cây tam bảo sắc hoa trắng các bác nhé Rất là đẹp luôn ạ Đây là mặt hoa của cây tam bảo sắc hoa trắng này Hoa rất là thơm Và thực sự luôn là các bác lên sưu tầm Nó... cái ngồng hoa của nó rất là dài và cực kỳ thơm Cây này thì trên thị trường cũng không có nhiều đâu các bác ạ Thì em sẽ chia sẻ cho các bác những cái cây em đang có Và cây đang có lụ luôn các bác nhé Đầu tiên là mã số B3 Mã số B3 này với một cây đang có hai cần hoa các bác nhé hai cần nụ rất là đẹp lá xếp mít rất là đẹp như thế này mã số B3 này em chia sẻ với giá là 300.000 các bác nhé 300.000 cho tam bảo sắc hoa trắng hai ngồng nụ em lên một mã tiếp theo là mã số A A2 A2 với cây rất là mít đẹp như thế này lá xếp mít như thế này và đang có một ngồng nụ các bác nhé cây cao và to luôn đấy mã này em chia sẻ với giá là A2 với giá là 280.000 các bác nhé Đấy, lên một mã tiếp theo là mã số A A7 A4 các bác nhé A4 thì cây đang có một ngồng hoa và cây có cái dáng dáng cong cong rất là xinh như thế này. Về các bác có thể trồng chậu hoặc trồng nữa các bác nhé. Mã này là mã A4 em chia sẻ về giá là rưỡi các bác nhá. rưỡi cây rất là to và dài. Đây các bác có thể thấy này, lên gạch nhé. Em là lên gạch 50 nhá. Đấy lên gạch 50. Em để trên lên gạch 50 đây các bác ơi. Đấy, cây rất là cao nhá. Đó, lên một mã tiếp theo là mã số A mấy đây A này là A số A6 các bác ơi A6 về giá là 280.000 các bác nhé Ta mở sắc hoa trắng đang có lụ luôn Ngồng hoa rất là dài, cây cao và đẹp các bác nhé Lá xếp cực kỳ đẹp luôn A6 là 280.000 Lên một mã tiếp theo là mã B2 B2 của em là một chậu đang có hai ngồng lụ các bác nhá, Cây rất là cao và đẹp như thế này B2 về giá là 300.000 các bác nhé 300.000 và cuối cùng là mã số B1 cũng vậy Đang có hai ngồng nụ rất là đẹp như thế này B1 chia sẻ với giá là 300 nghìn các bác nhé 300k cho B1 Đấy thì bác nào chưa có tam bảo sắc hoa trắng lá xếp mít đẹp như thế này Thì các bác có thể liên hệ với em các bác nhé Bao giá rẻ nhất thị trường luôn Và cây thì đang có nụ Các bác có thể chơi được hoa luôn trong mùa này luôn ạ Đấy, tiếp đến thì em có một số cái chậu phi điệp rất là đẹp Em à, lên chia sẻ đến các bác đầu tiên là một chậu tím tre yên lập rất là đẹp như thế này. cây đang có rất là nhiều nụ nha các bác nhá. Ba cái thân nụ của nó rất là dài. Đấy, có cái thân nụ dài nhất nó phải dài được tầm 90 phân luôn, rất là dài luôn các bác ạ. Rất là nhiều nụ các bác nhá, đang có ba thân nụ như thế này. Mầm gốc rất là đẹp luôn các bác nhá. Tím tre yên lập mã số B4, về giá là 180 000 nghìn các bác ơi. 180 000 nghìn các bác nhá. Nụ đây, cái cây này nó cứ cái chậu nó nhẹ quá nó cứ đổ các bác ạ. Đây ạ, à, đấy, rất là ok luôn Bác mà mua chậu này thì em sẽ gửi nguyên chậu cho các bác Các bác nhé, bởi vì cái này nó nó làm bằng chậu nhựa Nên là mình có thể gửi nguyên chậu được Để bác nào lấy mã B4 tím che yên lập Thì chốt cho em về giá là 180.000 Các bác nhé, đẹp lắm, ở ngoài đẹp lắm Đây này, đấy, đẹp tuyệt vời luôn Lên một mã tiếp theo Các bác ơi, lên một mã tiếp theo Là một chậu phi điệp hàng rừng Quảng Bình Rất là ok luôn, với cái mặt hoa Rất là xinh như thế này, Đấy, rất là đẹp như thế này Mầm gốc rất là nhiều các bác nhé Chậu này là mã số B5 Với giá là 100.000 các bác nhé Các bác nào mà thích bỏ chậu thì em bỏ chậu ra Gửi nguyên chậu cũng được Đấy, nhưng mà muốn rẻ cước thì các bác lên bỏ chậu Các bác nhé, thì tùy các bác thôi Đấy, nếu mà đặt hàng thì các bác cứ báo em Là bỏ chậu hay giữ chậu Lên một má tiếp theo là một chậu Hồng mắt cua, rất là đẹp luôn này cả nhà Đây ạ, à, rất là đẹp luôn các bác nhé Đấy, rất là xinh như thế này cái chậu hồng mắt cua này của em thì cây đang có vẫn còn nụ các bác ơi. Cây vẫn đang còn nụ các bác nhá, cây vẫn đang còn nụ và đấy đang có hai bông hoa nó nở thôi. Mới có hai bông mắt cua nở rất là xinh như thế này. Cái ngoài ra thì vẫn còn nụ này các bác ơi, một thân nụ này. Đấy bên này còn một thân nụ nữa là hai hai thân nụ này. Đấy hai thân nụ nữa các bác nhá và mầm gốc rất là xinh như thế này. cho hồng mất cua này là B6 các bác nhá. Đây này mầm gốc nó đang lên đây này rất là nhiều luôn các bác. Có một cái mầm to thôi chứ mầm nhỏ thì rất là nhiều luôn. Nó đang lên các bác ạ. À, mã B6 với giá là 160 130 000 các bác nhá. B6 130 000 À, tiếp tục là một giò mít tam nguyên cực kỳ đẹp luôn các bác ơi Vừa to vừa đẹp như thế này Đấy với những cái mầm gốc mít đẹp tuyệt vời các bác nhá Đấy đang lên Phải nói là cực kỳ lực lưỡng luôn Mập u u luôn Và rất là nhiều thân đang có nụ các bác nhá Thân có lụ rất là nhiều này Đấy những cái thân có lụ này các bác có thể thấy này nụ rất là nhiều luôn Đây ạ Đấy những cái thân có lụ rất là dài Đây thân tơ thân này chuẩn bị ra lụ này Một số thân thì ra lụ trước Đấy rất là nhiều nó phải rơi vào À, phải đến 5-6 thân tơ các bác ạ Có một số là có lụ rồi và một số là chưa ra lụ Chuẩn bị sắp tới sẽ ra lụ Cái thân dài nhất nó cũng phải dài được tầm 90 phân luôn Rất là dài các bác nhá Do là em chia sẻ về giá là B7 về giá là 350 các bác nhá B7 350 Thật sự luôn là nó quá đẹp các bác ơi Đẹp dã man luôn Đây to đùng luôn giò này thì các bác chơi đảm bảo các bác ưng tuyệt đối các bác nhá Đảm bảo chơi là ưng tuyệt đối luôn Đẹp tuyệt vời luôn Đấy bác nào lấy chốt giò này là B7 các bác nhá rưỡi. Đấy, lên những cái mã tiếp theo thì nhà em có một số cái uh, giò tam bảo sắc nhà em ghép uh, lũa rất là lâu ở vườn rồi thì do là nó bị mục giá thể nên là ngày hôm nay em đã tách em đã tách ra để em chia sẻ đến các bác một số cái uh, hôm nay em phá mấy giò đấy các bạn đấy thì uh, tam bảo sắc hàng rừng điện biên các bác nhá nổi tiếng với cái mặt hoa rất là đẹp và hoa cực kỳ thơm lá xếp rất là xinh như thế này các bác nhá cây thuần rồi nên là về các bác ghép yep đảm bảo là sống mà nó nó sẽ bám giá thể 100% luôn nó không như là cái hàng rừng khai thác về đâu cái này là nó bị mục giá thể nên là em bóc ra thôi Thế nên là bác nào mới mua được cái lô này mà về trồng rất là thích các bạn ạ bởi vì là nó nó rất là khỏe cây mà mình trồng không sợ nó xuống lá đâu bởi vì cây nó đã nó đã khỏe nó đã thuần rồi mà đây các bác ơi, đấy rất là xinh như thế này nhá Về tha hồ mà ghép luôn Đầu tiên là có một cái mã tam bảo sắc Các cái ngọn lá xếp như thế này Giờ mấy cái giò này nhà em đều là hàng điện biên hết Các bác nhá, hàng điện biên thì bông Cái hột lụ của nó rất là to này Bông hoa cũng rất là to và hoa rất là thơm các bác ạ Hàng đang có lụ hết rồi nhá Một cái mã này rất là nhiều lụ luôn Cái mã nhỏ nhỏ này nhiều lụ lắm Mã này là mã B10 nha các bác ơi Mã B10 Thì mã này của em nó rơi vào 9 đến 10 ngọn Các bác nhá 9 đến 10 ngọn luôn Đấy có rất là nhiều lụ luôn Đây này các bác thấy chưa Mã này em chia sẻ về giá là 200 nghìn nhá Về các bác tha hồ ghép luôn này 200 nghìn cho mã B10 nha các bác nhá 9 đến 10 ngọn Lên một mã tiếp theo là mã số B9 này Mã số B9 này của em thì bao gồm có ba cái ngọn rất là to thì em sẽ lên cho các bác ngắm từng ngọn một nhá các bác nhá. Đấy một ngọn này thì cái ngọn nó sinh đôi luôn này, một ngọn này ngọn nó sinh đôi luôn này. Đấy lên một mã ngọn tiếp theo này, lá rất là mít, ngọn to dài luôn, vừa to vừa dài luôn nhá. Đấy ngọn thứ ba này, vừa đẹp. Lại còn có lụ luôn này. Đấy, đẹp chưa? Trồng một cái ngọn dài như thế này, lâu lắm các bác, lâu lắm. Đây là em còn cắt bớt đi rồi đấy. Đấy, đang có lụ luôn các bác nhá. Mã này là mã B9 với giá là 180 000 cho ba cái ngọn dài này các bác nhá. Về các bác chỉ cần ghép lên thôi, ăn chắc luôn. Đấy, lên một mã tiếp theo là mã B8 này. Mã B8 của em thì gồm có ba ngọn. Ba ngọn rất là đẹp như thế này. Đấy, ba ngọn này đều có lụ hết các bác nhá. Cả ba ngọn này đấy có một ngọn này hẳn hai ngồng nụ luôn này. Đẹp chưa? Đấy, hoa của nó màu hồng đấy các bác. Ạ. Cái hàng điện biên thì hoa của nó sẽ có màu hồng nhá. Đấy, rất là đẹp như thế này. Đấy, các bác thấy chưa? Này, cái ngồng nụ này to đẹp chưa? Đấy, mã này là mã số B8 nhá. Em chia sẻ là 300 hai 200 nghìn. 200 nghìn được 3 ngọn VIP, ba ngọn VIP được ba ngọn VIP, ngọn nạo có lụ hết nhá. Đấy, lên những cái mã tiếp theo đó là những cái mã trầm rừng nhá cả nhà. Trầm rừng thì hoa của nó rất là thơm rồi. Cây trầm rừng thì hoa nổi tiếng là cực kỳ thơm các bác nhá. cái hoa của trầm tím niệm luôn, tím ngắt luôn các bác nhá, cực kỳ đẹp. Một số mã nhà em nó đang nở rồi. Tím ngắt ngơ luôn các bác Đây, ôi số thơm lắm là thơm và cái cánh nó là cánh sáp các bác nhá đấy các bác thấy bóng chưa cánh sáp rất là đẹp luôn với những cái mã trầm rừng như thế này các bác có thể mua về chơi cho mình để trồng cho mình những cái giò trò giò trầm thật là đẹp để sang năm sau là được những cái tác phẩm xuất sắc luôn các bác nhá bởi vì cái cây trầm rừng nó rất là dễ trồng nó dễ trồng kinh khủng luôn so với các cái dòng dòng thân thòng khác thì là cái cây trầm rừng là một trong những cây dễ trồng nhất các bạn đấy các bác nhìn này mầm gốc này mít mịt mịt luôn mà nhiều như thế này về tha hồ mà ghép luôn này mà hoa lại còn thơm các bác nhá hoa thơm mà rất là dễ trồng thì em lên những cái mã như sau đầu tiên là mã A19 này em chia sẻ về giá là hai trăm rưỡi các bác nhá được rất là nhiều luôn các bác tha hồ mà ghép luôn các bác ạ hai trăm rưỡi cho A19 này Đấy, lên một mã tiếp theo là A25 A25 của em đây các bác ơi Đây, tím này Tím ơi là tím mà thơm cực kỳ luôn các bác nhá Cánh thì sát luôn Đấy, A25 này em chia sẻ với giá là 230.000 thôi các bác ơi 230.000 mà được một dàn luôn ạ à. Đấy lên một mã tiếp theo là mã số A17 A17 này của em về giá là 200.000 các bác nhé 200.000 các bác đã có được một cái mã phải nói là rất là tuyệt vời luôn Tha hồ ghép các bác, trầm rừng các bác nhé Đấy nếu mà đếm thân ra thì được rất là nhiều Em thì em cứ làm cho các bác cả túm luôn, không phải đếm Đấy A17 nhé, 200.000 các bác nhé 200.000 cho A17 Lên một mã tiếp theo là mã số A20 A20 này của em cũng có giá là 200k các bác nhá Được rất là nhiều luôn này Vừa có nụ vừa có ki trên thân luôn này Cái thân này to hơn ở ngón tay cái của em Rất là to và rất là đẹp luôn A20 này là 200 nghìn các bác nhá Lên tiếp theo là mã A24 này A24 là 230 nghìn nhá cả nhà ơi Trời ơi các bác nhìn này Những cái mã trầm này đẹp chưa Nhìn nhìn đã thấy thích rồi các bác ạ Các bác cứ về trồng cho em bao phê luôn này Mầm gốc này Đấy nhìn cây nó khỏe như này Nguyên cái dề này nhá Dề này 7 cái mầm 6 cái mầm Dề này 6 cái mầm luôn Rất là nhiều mầm các bạn Đấy A24 này là 230.000 Các bác nhá 230.000 Lên một mã tiếp theo Là mã số A21 Với giá là 250.000 cho A21 Các bác nhá Trời ơi các bác ơi Nhiều lắm là nhiều luôn này Nụ này Phê chưa Hoa thơm cực kỳ luôn này, nụ rất là nhiều luôn các bác nhá Về thao hồ ghép luôn này 250.000 cho A21 này các bác nhá lên một mã tiếp theo là A27 A27 của em về giá là 200.000 nhá cả nhà này tím chưa Tím như tím hả tây luôn các bạn Đẹp tuyệt vời luôn lại còn thơm nữa Đấy A27 này về giá là 200.000 các bác nhá 200.000 cho A27 Đấy lên một mã cuối cùng của Trầm Dưng này cả nhà ơi Mã số A23 A23 này của em về giá là 230.000 các bác nhá 230.000 Tuyệt vời luôn Đấy 230.000 cho A23 các bác nhá Đấy, tiếp theo thì em mời các bác ngắm những cây giỏ đen rô xuân rất là đẹp luôn Đen rô xuân thì thật sự luôn là cái lô này về em rất là ưng Cây nó vừa to nó vừa dài các bác ạ Nó lại còn cao nữa chứ Này bông thì to vật vã luôn Đấy, bình thường mình mua ấy Bình thường mình mua đen rô xuân thì làm sao mà được cái giỏ đen rô xuân nào mà nó to như thế này hả các bác ơi nó to như thế này em nhớ cái Tết nhá Từ Tết đến giờ nói chung năm nào em bán Denzo rất là nhiều rồi Các bác nào mua của em rồi thì biết cái bông 4N mà nó to như thế này này Cái đợt Tết là cứ rơi vào một chậu chỉ có một thân thôi mà đã 200 nghìn rồi các bác Một chậu một thân mà chỉ có mà mà đã 200 nghìn rồi Mà bây giờ các bác ơi cái lô này là lô phải nói là xuất sắc nhất từ từ năm ngoái đến nay nó to dã man luôn các bạn đấy mà giá thì lại còn được rẻ nữa các bác cứ mua về cho em về mua về để trồng để làm giống để sang năm sau tết tới đây là sẽ có rất là nhiều hoa đen dô xuân để chơi các bác nhá đây các bác nhìn này mình mua được cái loại một lỡ lở hoa mình ngắm được luôn hoa trên cây luôn này họng đen mà lại còn bông thì to tướng luôn bông to lắm các bạn sải cánh của nó rất là to và rất là tròn các bác nhá đấy thì hôm nay em chia sẻ đến các bác để các bác ngắm luôn hoa các bác nhá đấy nó lở hết rồi thì mình ngắm được hoa luôn và mình cứ chọn những cái dề nào mà nó cứ nhiều thân như thế này này cứ những dề to như thế này mà chơi các bác ạ à, về trồng cho nó đã luôn đấy tâm tới là đảm bảo là số lượng nào, gấp rưỡi luôn đấy thì em sẽ lên những cái mã theo mã để các bác có thể chọn các bác nhá thì đầu tiên là một cái mã cánh mai tròn này mã ai đẹp chưa này cánh mai tròn xoe luôn các bác nhá Mà cây hôm nay dài lắm Lên gạch 30 này các bác nhìn này Lên gạch 30 nhá Để nó đã rơi xít xoát hai lần gạch rồi Đấy lên cây hôm nay nó rất là cao các bác nhá Đấy để từ đế luôn này Từ đế lên ngọn là được xít xoát hai lần gạch luôn Cây rất là cao luôn Thế thì mã số D7 này các bác nhá Với giá là 180.000 thôi Các bác đã được một cái giò đen rô xuân phải nói là ưng tuyệt vời luôn Bông thì to tròn, cánh mai tròn luôn này hoa thơm kinh khủng các bạn cái dòng này nói thật với các bác là cái màu này này cái màu tím này này là cái màu chơi đen do xuân đẹp nhất Em thấy vậy và lúc nào em bán hàng trong các năm vừa qua là cứ cái màu này là cái màu mà em bán chạy nhất Bởi vì là cái màu này chơi nó rất là sáng màu các bác ạ Nó rất là sáng màu mà bông của cái loại này nó to Bông nó rất là to, hoa lại còn thơm nữa các bạn, hoa rất là thơm nhá Đấy thì D7 này là 180.000 các bác nhá, 180.000 cho D7 này Tiếp đến là một bông họng đen này rất là đẹp luôn này, đấy Mã số D7 luôn này, lại D7 tiếp à chết này à, D17 đây là D17 các bác nhá D17 này là 180 nghìn luôn này Một búi bùi bùi luôn này Hôm trước em bán giỏ này phải 200 hơn 200 luôn Đấy còn thực sự luôn hôm Tết là 100 nghìn chỉ, 200 nghìn chỉ được một thân thôi Đấy lên một mã tiếp theo Là mã số D16 các bác ơi D16 nhá D16 của em đây các bác ơi 180 nghìn nhé các bác chọn cứ yên tâm Em đã dán mã và chậu như thế này rồi Nên là các bác mua mã nào là chuẩn mã đấy nhá các bác nhé Đấy D16 này to mà rất là nhiều thân như thế này này Với giá là 180 nghìn các bác nhá To quá dợ khó luôn Đấy mới lên một mã tiếp theo là D21 này D21 này bông này xinh chưa Bông này rất là xinh luôn nhá Xinh cực kỳ luôn D21 này mới bắt đầu lở thôi Vẫn còn lụ đang lở đây này 160.000 cho D21 này các bác nhá. D21 màu rất là xinh. Đấy, lên một mã tiếp theo là D18 này, hai màu luôn này. Hai màu luôn này, một bông là màu trắng chớp này và một bông là tím này. Dài lắm, mã này rất là dài luôn này. Đấy, 180.000 cho D18 các bác nhá. Vừa to vừa dài luôn. Lên một mã tiếp theo là D19 này, 160.000. Bông này mới nở này các bác ơi, chùm chím, chùm chím chùm chìm chưa nở hết. Đấy, rất là xinh luôn D19 nhá, 160.000. 160.000 cho D19. Lên một mã tiếp theo là D5 này, D5 160.000. D5 chắc chắn là hai màu rồi các bạn. Chắc chắn bông này là bông màu sáng. Đấy, chắc chắn là màu sáng có khả năng nó sẽ ra cái màu như bông này. Đấy, rất là đẹp luôn, lụ một dây lụ luôn. Rất là nhiều lụ ở mã này nhá. Đấy. Và tím nhá, hai màu. D D5 này là 160.000 các bác nhá. Lên một mã tiếp theo là D15. D15 này hai màu luôn này các bác ơi, xinh chưa? Đấy, mua một chậu được hai 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 màu luôn. Đấy, rất là xinh luôn nhá. 160.000 cho D15 160.000 các bác ơi Rất là đẹp luôn D1 này D1 một búi rất là to D1 180.000 nhá To bông này nó đang bắt đầu trùm chím nở Chưa lở hết luôn Đấy 180.000 nhá D1 Nên D1 một mã D13 này D13 vẫn còn lụ luôn này Có cả kia luôn 150.000 D13 các bác nhá Vừa có hoa vừa có lụ vừa có kỳ D20 này 170.000 này Ôi rồi màu này đẹp quá các bác ơi cái màu này đẹp quá Cánh của nó này Trời ơi bay đẹp chưa Màu này hơi bị vip luôn đấy Đấy thêm cả màu này nữa nhá Hai màu nhá Hai màu luôn Đấy một bụi luôn Nụ, nụ vẫn chưa lở hết luôn này D20 170 nghìn nhá 170 nghìn cho D20 Đấy tiếp theo là một má bông siêu to Cánh siêu bầu các bác ơi Cánh siêu bầu luôn Bông to cánh bầu đẹp tuyệt vời luôn này Mã số D6 D6 với giá là 180.000 Mã này xứng đáng Bông to lắm các bạn Bông to gấp rưỡi các chậu khác Bông rất là to Mã cuối cùng là D14 này 150.000 này vẫn còn nụ luôn các bác nhá 150.000 cho D14 Đấy thì đó là những cái mã đen rô xuân của ngày hôm nay Thì các bác nào theo dõi thì mua ủng hộ cho em Vừa để làm giống vừa chơi hoa luôn à, Tiếp đến thì em có một cái chậu hoàng hậu hoa xanh này Chậu này em xả cho các bác luôn này Đây chậu này các bác nhìn này dễ này kinh khủng chưa Nhìn này là bắn kinh chưa Đấy mầm này, mầm miếc này nên ok cực kỳ luôn. Bác như là mầm luôn này dễ đang bắn này. Đấy cây thì rất là to đẹp như thế này nhá. Bác nào lấy cái giò hoàng hậu hoa xanh này, em để cho các bác là 100 uh, 150 000 nghìn nhá, 150 000 Đấy 150 000 Cũng to đấy. Đang mọc rất là nhiều rễ và nhiều mầm. À, tiếp đến là những cái chậu hoàng nhạn A3 các bác nhé Hoàng nhạn A3 hay còn gọi là hoàng nhạn đột biến hoa vàng lưỡi trắng các bác ạ. Hoa của cây hoàng nhạn A3 đây hay còn gọi là hoàng nhạn va đấy Hoa vàng lưỡi trắng rất là thơm và rất là đẹp Cây hoàng nhạn A3 thì ngày hôm nay nhà em có mã số A15 Với giá là 330.000 các bác nhé Đang có lụ luôn này A15 330 này Đấy và tiếp theo là mã số A16 với giá là 350 Cây đẹp tuyệt vời luôn lá xếp mít nhé Và đang có lụ luôn này Đấy, tiếp đến thì em có mấy cái cây tam bảo sắc hoa trắng em trồng chậu như thế này. 300 000 một chậu các bác nhá. A12 này, cây rất là to và rất là đẹp và có lụ rồi các bác nhá. A12 là 300 000 luôn này. 300 000 này. Đấy, A11 là 300 000 luôn này, cũng có lụ luôn này, cây rất là to và rất là đẹp. A13 cũng là 300 000 các bác nhá. Toàn những cái cây to đẹp luôn. Em trồng vào chậu rồi các bác mua về chỉ cần treo lên chơi thôi. Một chậu hoàng nhạn A14 với giá là 400 nghìn các bác nhá A14 với giá là 400 nghìn Đấy là có một cái sẹo nhỏ nhỏ ở đây này Còn đâu là cây rất là đẹp luôn 400 nghìn à, Tiếp đến là một chậu hoàng nhạn Hoa rất là thơm Đây em mời các bác ngắm mặt hoa của cây hoàng nhạn nhé Hoa thơm và đẹp cực kỳ luôn này Đấy hoa màu vàng lưỡi màu hồng rất là xinh và rất là đẹp nhá Đang có lụ luôn Mã này là mã số A7 này A7 với giá là 180 nghìn Đang có lụ luôn Đấy mã tiếp theo là mã số A Mã này đẹp quá này Mã này là mã số A mấy đây A9 với giá là 220 các bác nhé Cây rất là to và đẹp và đang có lụ luôn này Đấy mã này là mã số A8 này A8 180 nghìn Mã này thì cây nó như thế này Nó cực một phát rồi Nó mọc thêm một cái ngọn ở bên này các bác nhé Đấy thì mã A8 này là 180 nghìn Đấy và mã A10 này là 170 nghìn các bác nhé 170 nghìn À, tiếp đến thì em mời các bác ngắm những cái mã địa lan nhà em, địa lan thì hôm nay nhà em có rất là nhiều loại các bác nhé Đầu tiên là cây bạch ngọc ngân biên, cây rất là đẹp, hoa rất là thơm, hoa màu trắng các bác ạ, hoa thơm đẹp cực kỳ luôn Bạch ngọc ngân biên thì em chia sẻ về giá là 250 cho một chậu các bác nhé, 250 cho một chậu bạch ngọc ngân biên à, Tiếp đến là cái chậu hoàng đế xanh Hoàng đế xanh đây, rất là đẹp như thế này. Em chia sẻ cho các bác với giá là 220 cho một chậu với cái mặt hoa rất là đẹp cánh chớp các bác nhá, cánh của nó chớp và uh, rất là xinh luôn, hoa lở Tết. Cực kỳ bền, cái này hoa bền lắm, bền phải hai tháng luôn, rất là đẹp, lá kẻ phát tài nhá. 220 cho một chậu hoàng đế xanh to và đẹp như thế này. Uh, tiếp đến là những cái chậu uh, địa lan uh, hoàng đại đế này, hoàng đại đế thì hàng này là hàng hàng vip, hàng uh, hàng này các bác đi tìm rất là khó luôn rất là ít nhà vườn có em cũng chỉ siêu tầm được có 15 chậu thôi các bác hoàng đại đế nhá hoàng đại đế đang có hoa rồi đấy cái bông hoa của nó có những cái đường có những cái đường phải nói là cực kỳ đẹp trên lưỡi luôn các bạn như là báo luôn đấy rất là đẹp luôn hoàng đại đế em chia sẻ là 300.000 cho một chậu các bác nhá 300.000 cho một chậu đẹp tuyệt vời và thực sự luôn là cây này hoa của nó rất là bền các bác nhá hoa bền cực kỳ và có mỗi 15 chậu duy nhất thôi Tiếp đến là đào cơ này, đào cơ 550 rưỡi này đang có rất là nhiều mầm gốc các bác nhá. Đào cơ này, đào cơ là 550 rưỡi các bác nhá, đang có rất là nhiều mầm gốc luôn. Đây các bác ơi, mầm gốc này. Đây, này rất là nhiều luôn nhá. Đào cơ hoa màu hồng đỏ, 550 rưỡi cho cái chậu này rất là to và rất là đẹp. À, tiếp đến là sen hồng thần hà này, sen hồng thần hà là 280.000 cho một chậu các bác nhá. 280.000 cho một chậu sen hồng thần hà. Đấy thì em sẽ mời các bác ngắm cái Cây đây ạ, cây rất là đẹp luôn nhé 280.000 cho một chậu sen hồng thần hà Cánh sen lưỡi bệt Ngoài ra thì hôm nay em có cái cây hồng thảo hồng hà này Cây rất là vip và đang rất là hot trên thị trường luôn các bác nhé Hồng thảo hồng hà em chia sẻ về giá cây giống là một chậu là 300.000 nhé cả nhà một chậu hồng thảo hồng hà là 300.000 các bác nhé Đấy cây rất là đẹp luôn Hàng cây giống thôi Em mời các bác ngắm cái mặt hoa của cây hồng thảo hồng hà các bác nhé Đây ạ hoa đẹp tuyệt vời và hoa rất là thơm Cây này thì giá trên thị trường nó đang dao động Những cái cây trưởng thành nó rơi vào triệu rưỡi một thân các bác ạ Đấy cây của em thì nó là chỉ là cây hơn cây giống một chút Hơn cây giống một chút thôi Đấy thì là 300 nghìn một chậu các bác nhé Hàng sưu tầm Đây là hàng sưu tầm à, Tiếp đến là em có cái cây à, Thiên thảo tuyết sơn nhé cả nhà ấy. Thiên Thảo Tuyết Sơn thì thực sự luôn là các bác mua ngoài thị trường rơi vào trăm ba đến trăm rưỡi một thân các bác ạ. Thiên Thảo tuyết, tuyết Sơn thì mặt hoa của nó đây, đây là một dòng chun lan nhé các bác nhé. Chun lan thì hoa cực kỳ thơm, nếu mà để mà nói là thơm nhất luôn các bác ạ hoa rất là đẹp luôn đấy cánh của nó là cánh chớp phải nói là cực kỳ xuất sắc các bác nhá thấy thì thiên thảo tuyết sơn thì em chia sẻ là bốn trăm rưỡi một chậu bác nào mua lửa chậu em cũng bán các bác nhá mua lửa chậu cũng bán đấy thì một chậu nó rơi vào khoảng độ tầm sáu thân rất là đẹp như thế này đấy thiên thảo tuyết sơn nhá bốn trăm rưỡi một chậu à, tiếp đến là cây trường hồng em có cây mãn trường hồng các bác nhá cây này thì thực sự luôn là hôm qua em quay video thì cũng có bác mua rồi hôm nay em vẫn để nguyên như thế này bởi vì là chưa kịp đóng cho khách các bạn để ngày mai à, chiều nay thì em mới đóng cho khách được thì em mời các bác ngắm cây mặt hoa của cây trường hồng này hoa lở tết cực kỳ đẹp và cực kỳ thơm các bác nhá đấy cây trường hồng này thì em chia sẻ như sau em sẽ có những cái cây chậu đẹp như thế này thì là bốn trăm rưỡi một chậu các bác nhá bốn trăm rưỡi một chậu đây ạ à, mời các bác ngắm cái mầm gốc của nó này đẹp tuyệt vời luôn các bác nhá Đấy và em có hai cái chậu như thế này Em chia sẻ là 380 một chậu Nó nhỏ hơn một chút xíu Đấy nhưng mà cây cũng rất là đẹp luôn Vẫn có mầm miếc là ngon lành hết các bác nhé Thì em chia sẻ với giá là 380 nghìn một chậu Đấy ngoài ra thì em có cây uh, Lục bảo thạch này Lục bảo thạch 200 nghìn một chậu các bác nhé Đấy thì các bác theo dõi đặt hàng gọi điện cho em Theo số điện thoại là 0988 55 3232 Hoặc số điện thoại là 0932 29 2299 Em xin chào tất cả các bác nha